Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Hãy làm phép thuật cho chiếc xe này biến mất đi. Làm phải giữ vậy luôn. Wow. Wow. Xin chào anh em thiếu không? Chào anh em thiếu gặp lại nhau. Đây là chương trình Hai ngày một đêm. Hôm nay mà dự báo là một ngày rất là cực khổ cho mọi người. Tại vì nó mưa đó. Mình thì không cực bao nhiêu mà sợ mấy bạn quay phim cực thôi. Không, bây giờ có mưa. Đúng không? Nhưng mà quay phim cực thì sao? Quay phim cực thì sao? Quay phim cực thì tụi tôi cũng không quan tâm mấy. Tụi tôi cũng không quan tâm mấy. Nói gì đó, chuyện các bạn. Má trời rồi. Thì như vậy là chúng ta đã có hơn 20 tập và đã trải qua rồi, thì sau thời gian đó thì anh em cũng đã mỗi người một phương trời ly biệt ha. Mỗi người một công việc. Anh ơi, thời chúng ta xa nhau một thời gian thì bây giờ đã trở lại với nhau rồi. Tụ trường thì cũng cảm ơn khán giả rất là yêu thương chương trình này. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Chào mừng các bạn đến với thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Nơi chúng ta đang đứng là quảng trường Hồ Chí Minh. Ở Quảng Bình được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều điều thú vị. Nơi đây có biển, có núi, có sông và đặc biệt là hệ thống quần thể hơn 300 hang động lớn nhỏ. Chính những điều này đã thu hút rất đông du khách trong nước cũng như quốc tế khi đến với Quảng Bình. Dạ, tên gọi cho chúng ta đó chính là gì ạ? À, hai ngày một đêm tự do tự lo, em tự do tự lo, tự do tự lo, tự chịu, tự chịu. Rồi bây giờ các bạn có thể đọc lại ha. Trời ơi, đạo diễn đúng là biết rồi luôn, mình thấy mất sợ chưa? Đâu quá không được diễn, chị ơi, hai ngày đêm nó quay liên tục. Anh đi diễn đi, anh diễn diễn diễn. Đúng rồi, chứ tụi em lâu quá không có làm cho nên nó bị lục hết trơn rồi. Quay đó đi quay. Bây giờ đơn của chị đi xong. Dạ thưa quý vị, sau một khoảng thời gian anh em chúng tôi phiêu bạt mỗi người một nơi, ngày hôm nay anh em chúng tôi đã tề tự về đây. Tự MC đám cưới. Tự MC đám cưới. Và ngày hôm nay chúng tôi đã quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, với một chuyến đi mới bao gồm 10 tập xuyên suốt 2 tháng trời ròng rã. Và chuyến đi chúng tôi đó chính là hai ngày một đêm tự do tự lo. Hơi đi hụt luôn rồi, hụt hơi luôn rồi, hụt hơi luôn rồi. Sao không? Sao? Một chút nữa thì chúng ta sẽ biết chủ đề của chuyến đi ngày hôm nay là gì. Còn bây giờ tôi muốn các bạn tự chia với nhau thành 3 đội. Rồi bây giờ Tuấn thích con chó hay con mèo? Con chó. Ai thích con chó? Đó về chung đội. Em lo âu anh bị quản hoài quà nữa. Bây giờ tới bữa nay mình quấn tù xì nè, nhiều rách tì nè. Nhiều ra ấp bay ấp bay. Yeah. Ôi luôn luôn là tôi, ngô khiến người không bao giờ buồn. Yeah. Ôi luôn luôn là tôi, ngô khiến người không bao giờ buồn. Tôi xin năm Đồng Nai, đã chinh phục ước mơ đời mình. Say, say. Ủa rồi nội, không nói kiến thức gì đâu. Bây giờ mỗi đội sẽ nhận một chiếc hộp. Trong chiếc hộp đó có nhiệm vụ của các bạn. Quy định lên em anh. Hộp này quy định đọc rap là tôi mừng chết luôn á. Em tôi là dân rapper mà, vừa rồi mới đặt MV hát học rap số 1 mà rồi.
Ý, nhãn hàng mới của chúng ta nè. Wow. Một cái điện thoại. Wow. Wow. Mà... một cái điện thoại. Wow. Wow. Mà... gà ơi. Gà ngon. Ê, mọi người, trong chiếc điện thoại của các bạn chỉ có duy nhất một số điện thoại, và đó là số điện thoại khách mời của mỗi đội. Nhiệm vụ của các bạn là liên hệ với khách mời, dựa vào những thông tin họ cung cấp để đi tìm kiếm và đưa họ trở về đây. Đội nào về sau cùng sẽ chịu một hình phạt của chương trình. Tìm chi? Đây mà nó hay nè, sao họ không tìm mình à, tìm họ. Nay tụi tôi hot quá trời quá đất rồi, phải xin tụi tôi chơi chứ. Đây khách mình anh tên Gà Bông nè. Gà Bông. Danh bà, danh bà. Lâu quá không xài cái này quên gà rồi. Gà Bông là mình đến em mãi đã. Con gái chị Phương Thanh. Là gà bé gà. Là chị Phương Thanh. Cái gì đây? Công chúa. Công chúa quốc què. Công chúa quốc què. Ủa. Trời, công chúa đồng quê. Công chúa què. Ôi. Anh là Gà Bông nha, em là nickname ghê nè. Bé trẻ trâu. Không nói gì hết. Trẻ trâu là dạng Hoài Minh Di rồi đó. Hoà hả? Có khả năng là còn đây công chúa à. Đồng quê. Không phải, tại Hoà nó vui á, nó vui. À, chị Hoàng Chi Bi. Công chúa đồng quê bên em nè. Công chúa đồng quê. Quỳnh Mỹ Tâm. Quỳnh Mỹ Tâm. Ủa? Chị Mỹ Tâm. Ê, bữa là nói chị Mỹ Tâm đó, nhớ không? Chị Mỹ Tâm bả coi, bả rỉa sành, bả rỉa sành là bả chịu rồi. Chị Mỹ Tâm lụt sâu, chị Mỹ Tâm mỉm cười, chị Mỹ Tâm của em hãy tham gia đi nào. So sweet, dễ thương. Mỹ Tâm, Mỹ Tâm, Mỹ Tâm, chị Mỹ Tâm lụt sâu. Ờ, của đội anh, của đội anh, của đội em, của đội anh, trẻ trâu mà, của em hả? Mỹ Tâm là trẻ trâu mà, sao trẻ trâu không? Bây giờ ba đội tách nhau ra và bắt đầu liên lạc với khách mời của mình. Xin mời. Mở lò lớn được. How are you today? You okay? Hello. Hello. Do you want to meet for some coffee? What's your name? My name is Trẻ Trâu. What's your name? Lộn số không vậy? Hello. Do you know Trẻ Trâu? Trẻ. I'm famous in Saigon. English. Hello. Okay, hey, let's meet. Where are you now? Where are you? Hello. 여보세요? 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 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 민남 아? 네, 지금 어디세요? 민남 아? 네, 지금 어디세요? 네? 네, 지금 여기 시장 있고요. 안 giao tiếp đi anh, người nước ngoài rồi. Để ta. Mày đang ở đâu? Mày đang ở đâu? Đang ở đâu để anh qua đón nè. Anh ơi, em đang ở gần chợ. Chợ nào? Gần chợ. Dạ, ở chợ Bà Chiểu à? Chợ Bà Chiểu à? Dạ đúng rồi, bên cạnh tượng đài. Tượng đài. Tượng đài. Oui, bonjour, ça va bien? Comment vous allez aujourd'hui? Sao công chúa đồng quê giọng được vậy? Ủa, công chúa đồng quê mà giọng... Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil en ce moment là? Chết rồi! Em gọi qua nước ngoài rồi! Ờ, cái gì mà... Oui, oui, je suis étranger... Je... Mais... Are you... Kiều Anh Vũ? Không! Từ đâu? Where are you from? You Dubai? Je suis français. La Nouée Pháp. Wow! Oh, wow! Bonjour! Bonjour, ça va? Bob. Japanese, lip sẽ đẹp. Romine. Yeah. Mình là bố. Công chúa đồng quê. Công chúa đồng quê hả? À? Đúng rồi. Công chúa đồng quê. Công chúa đang ở đâu vậy? Quảng Bình. Ở đâu của Quảng Bình? Thành cố Quảng Bình. Hả? Thành cố hả? Thành cố là ở Tây Bắc rồi. Tây Bắc. Dạ, yeah, thành cố Quảng Bình. Thằng cỏ hay là thằng cố? Quảng Bình. Cưng, bây giờ nói chậm chậm thôi. Nghe, nói chậm chậm thôi. Dạ là bà tiền bắt. Nói lỏ chữ cái. Sao nè? Ở đâu? Em ở thằng cỏ Quảng Bình. Thằng cỏ Quảng Bình. Em ở thằng cỏ ở Quảng Bình đúng không? Đúng rồi. I'm by the Highlands. À. Chỗ hồi nãy anh em mình em có biết nè. Now, we đi bộ tới đó. You đợi we 5 minutes, okay?
Ok, nhanh lên, tại vì khách nó quá, ok? I don't want to attend, nhanh lên, hurry up, buddy. Dạ, yeah, anh có muốn đứng ở đây, khả ngay, ok, nhanh lên. Ok, ok, là rain nên mưa, tụi tôi ướt à, chèm nhẹ bà. Bye nha. Anh mặc đồ màu gì? Mình, em mặc màu trắng. Mặc đồ màu trắng? Trời mưa đi mặc đồ trắng gì cho nó vô vậy ông? Thay đổi trắng nước. Dạ, em đang ở mè suốt anh hùng. Anh được đây là mẹ suốt hả? Dạ, dạ, đúng rồi. Xin tự giới thiệu, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Mình là Kiều Minh Tuấn, còn đây là... Em là Chris Phan ạ. Xin chào mừng bạn đến với chương trình 2 ngày 1 đêm. Bạn là thành viên của 2 ngày 1 đêm, là khách mời của 2 ngày 1 đêm. Mong bạn nói ra sự thật và nói rõ chính tả dùm tôi, để tôi tới, tôi rước bạn để chơi 2 ngày 1 đêm cùng chúng tôi ạ. Đúng rồi, bây giờ đoàn làm phim đã hả bị mắc mưa, mất hết 2 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ bạn đang cố gắng, bạn phá chương trình nữa thì chúng tôi sẽ báo cáo cho chị Thấm. Vậy? Chị Thấm đang rất là bực ạ. À. Alo. Yeah. Đang làm gì vậy? Xin lỗi. Ê, ba cái nó giống nhau hết nha. Ủa? Ê. Alo. Yeah, alo. Ăn uống gì chưa? Tàn cổ. Wee. Trời ơi, ba giọng giống nhau nha. Ba giọng giống nhau hả? Giống nhau. Ê, vậy là tiếng Anh, tiếng Anh. Tiếng Anh. Where are you? Nói tiếng Anh. I'm in Đồng Hới. Đang nhìn vào quán cà phê Phúc Long. Do you thấy chưa? Ai đưa thằng đâu? Do you thấy what I thấy? It's Phúc Long. You know, rất là nổi tiếng về trà Việt Nam. Không? Là sao? No money, no game. À, có tiền hả? Bắt taxi tới đi. Nhức đầu quá. Nổi kiếm đi. Rồi, ba đi. Đấy. Ba đi nói chuyện nhau đi. Con số gì ra? Mời người nước ngoài hả? Điên đổi tôi nè. Người nước ngoài hả? Ủa, phải không? Giống nhau nha ba, giọng giống nhau. Toàn nam không vậy? Bên anh nam luôn hả? Không, chứng minh chắc là nam đó. Bây giờ, thời gian cho các bạn tìm kiếm khách mời bắt đầu. Phương tiện là gì? Trời ơi, mẹ suốt. Tượng đài mẹ suốt. Có tay có chân mà. Có tay có chân. Why you have a hand and the leg mà you không đi mà you bắt tụi tôi lại pick you vậy? Hiếu ơi, nhanh Hiếu ơi. Anh ơi, anh là ở đây hả anh? Anh biết tượng mẹ suốt nằm đâu không? Bên phải đúng không anh? Bên phải lên qua 2 ngã tư bên trái đúng không? Dạ rồi, em cảm ơn. Là qua thành hết đường bên phải. Hồi sáng giờ cũng chưa có cơ hội tập thể dục. Bây giờ là lúc mình tập thể dục nè. Hợp lý. Mình chạy bộ nhẹ 5 km trên giờ được không? Camera sẵn sàng chưa? Camera chưa sẵn sàng đâu anh ơi. Này mình bắt taxi đi được không ta? Mình đi bộ hả ta? Mình có xe chứ. Anh ơi, chở em về Highland. Điên cùng. Ủa? Xe đó. Ê, có ai quen đây không? Em người quen đây không Lâm? Xa nha anh ơi, xa lắm. Xa lắm luôn á. Thành cổ. Rồi bây giờ không mắc máy luôn chứ. Nóng quá. Mấy anh ơi, thành cổ ở đâu mấy anh? Mấy anh biết thành cổ không? Thành cổ hướng này gần hả? Gần nhất là thành cổ đó. Đây đẹp phải. À, rồi đây đẹp phải đúng rồi. Cảm ơn mấy anh. Đi thẳng vô qua cái cổ luôn, lộn qua cổng luôn ha. Qua cái cổ luôn, lộn qua cổng luôn ha. Dạ rồi em cảm ơn. Sao em đi nhanh quá vậy? Em gấp. Hello, I'm here. I'm Trường Giang. Trường Giang. Đây là Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai. Hello. Lê Lai cung chua đồng quê. Lê Lai cung chua đồng quê. Cung chua. Cung chua. I don't become you. Bye. Chúng tôi quá mệt mỏi là ra khách mời có thể là không đến tìm chúng tôi. Ví dụ như ê, mà ví dụ như là khách mời nữ á, mình là mình đón người ta còn gọi là ga lăng đúng không? Mà cái giọng ồm ồm này là gọi là cái giọng của tập gym.
mà không chịu lết thân lại cho tôi. Kìa, 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 kìa. Đâu đang ngồi hả? Phải không? Anh gọi đi. Chào anh ơi. Anh gọi đi. Chào anh ơi. Thứ gì á? Anh gọi đi. Chào anh ơi. Lâu lắm rồi. Are you a bé trẻ trâu? Trẻ trâu. Nice to meet you. Nice to meet you. Ủa? Không nhìn nhau mà trẻ trâu. Trẻ trâu. Ủa là thiệt hả? Thiệt hả? Trời ơi. Làm nghề gì? Làm YouTube. YouTuber. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ đang làm chương trình. Ủa? Có vẻ là ở Đồng Hới họ yêu cầu là anh quay chương trình này. Yêu cầu là anh quay chương trình này. Quậy chương trình này. Gì vậy? Anh là quậy chương trình này hả? Đúng rồi. Em là Huy. Huy. Lâm là gì? Lâm. Bảo Lâm. Ngô Kiên Huy đúng không? Đúng rồi. Anh là gì ạ? Phúc Mập. Anh là Phúc Mập. Đúng rồi. Hồi nãy chị nghe Phúc Long là đối diện gặp Phúc Mập đó. Hay thiệt. Đúng rồi. Hợp lý. Hợp lý rồi. Quá trời. Mà giờ gọi không bắt máy nữa, chảnh ghê. Chắc ở trên kia. Phải không? Quay Huy. Yeah, đến đây tôi đi. Nhanh đi đến đây. Quay mặt okay. Lại, quay mặt lại. Gặp lại. Quay mặt lại đi. Quay mặt lại nào. Bonjour. Bonjour. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. You okay? Tốt. I'm fine, thank you. And you? I'm good. Yeah. Khỏe. Khỏe. Hello, công chúa bông bóng. Alo. Công chúa Đồng Quê. Công chúa Đồng Quê. Công chúa Đồng Quê. Yeah. Welcome hai ngày một đêm. Welcome hai ngày một đêm. Let's go. Ăn sáng chưa? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Phải ăn sáng chứ không hồi tới nửa trời á. Đói á. Anh tự mày xuống trên này hả? Tự mày xuống á. Bên tay trái. Tới. Hello. Go Whoopi. Where's the deal luôn hả? Hello. Go Whoopi. Where's the deal luôn hả? Xin chào. Chào anh. What's your name? Chào anh, em tên là Choi Thuê Trùng Lắc. Thuê Trùng Lắc. Rum Lắc. À. Thật ra là anh và em đã gặp nhau rồi. I see you already. I là số 1. Go. Okay. Are you okay today? Tất nhiên chứ. Go. Okay. Bây giờ đi đâu? Đi về. Đi về lại cái tượng. Okay. Khá xa. Yeah. Chạy luôn à? Chạy luôn. Name? Will. Cái gì? Window hả? Window cửa sổ ha. Will như William. William. Yeah. William. Yeah, anh William. Đừng lo, anh chung đợi với em là khỏe rồi, tại vì em nói tiếng Anh tốt. Nói tiếng Pháp. Nói tiếng Pháp. Bonjour. No, I cannot. Bạn là? Tuấn. Yeah. Chris. Yeah. William ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi? 5 năm. 5 năm. Yeah. You marriage in here? Chưa. Mình là anh quay từ sau. Hello anh. Anh nói tiếng Việt tốt quá vậy? Chưa. Cũng được thôi. Ở Việt Nam đâu mà anh? Anh là người Hàn Quốc. Anh nói được mấy thứ tiếng? Tiếng Hàn chứ. Tiếng Hàn. Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt. Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt. Ba thứ tiếng. Nhưng mà tại sao anh tên là Gà Bông? Bởi vì anh là tuổi gà. Anh tuổi gà. 1993 là tuổi gà. Dạ. Thì Gà Bông. Gà Bông. Và dễ thương mà. Dễ thương mà. Trời ơi. Làm nãy giờ anh em mình gọi là phân tích. Trời ơi. Diễn viên, ca sĩ, ca ơ đồ.
Mọi người không biết có người nước ngoài trên tập này à? Không hề biết luôn à. Đây là một tập khá là đặc biệt. Tại vì đây là lần đầu có người nước ngoài xuất hiện. Mà tại sao lại tên là Trẻ Trâu? Kẻ đời ở Việt Nam nhưng người gọi là Trẻ Trâu. Tại vì những bà già tài trợ hồi phúc. Oh, có vợ chưa? Yeah, có vợ rồi. Oh, mấy đứa con rồi. Yeah, chưa. Tại sao chưa? Tại vì là Trẻ Trâu. Trẻ Trâu. Trẻ Trâu. Trước là người nước ngoài không vậy? Ôi, người nước ngoài vậy? Thấy Trường Giang rồi. Thấy Trường Giang rồi. Ơi là trời. Trời ơi. Khách mời em đi không nổi. Khách mời đi không nổi. Không thích chạy bộ. Hello. My friend, how are you Mr. Tuấn? Hi, bố Phú khỏe không? Lâu lắm không gặp, rất là khỏe. Người Hàn Quốc. Khỏe. Đúng rồi, đúng rồi. Giúp đi được. Đội tụi anh là 3 cây số bây giờ tới đây á. Đội khu phố. 3 cây số bây giờ tới đây. Chắc là 6 tháng. Mà sao đội em lâu vậy? Anh Phúc đi không nổi. Phải, không phải là loại khu phố khó không biết tìm Phúc được á. Phúc ở đâu mà tìm không ra? Quảng Quang bên Quảng bên Quang. Chỗ khách sạn mình á. Bên Quang Quang. Chỗ khách sạn mình á. Ta đó. Bên Hoàng Quang. Bây giờ xin mời các khách mời giới thiệu về mình. Mình giới thiệu là mình yêu tuổi tên gì có người yêu hay chưa? Đúng rồi, đỡ tới nữa là anh Giang giới thiệu cho, anh Giang làm mai làm mối cho. Ok. Xin chào Việt Nam, mình là Cung Chua Đồng Quê. Xin chào Việt Nam, mình là Cung Chua Đồng Quê. Mình rất thích đồ ăn Việt Nam. Dạ. Hồi nãy ông Giang vừa nói là giới thiệu bao nhiêu tuổi. Bao nhiêu tuổi? Để có gì tôi giới thiệu bạn gái cho, bây giờ Cung Chua Đồng Quê. Ok, mình gọi là Cung Chua Đồng Quê tại vì mình rất thích đi ở Đồng Quê Việt Nam. Mình rất thích khám phá đồ ăn Việt Nam ở quê. Và mình là New Cung Chua Đồng Quê, mình là Nhiên Nhân, là Pháp, rất là Nhiên Nhân. Đó, chào mừng William đã đến với anh em đẹp à. Welcome. And right now, Rung Lắc. Ok. Rung Lắc hả? Tên tiếng Việt là Rung Lắc. Xin chào, muốn là Trung Lắc. Và em là tên từ Hàn Quốc. Và sinh năm 1993. Thì 29 tuổi. Trời ơi em còn trẻ quá ha. Và rất nói tiếng Việt 4 năm thôi mọi người. 4 năm Việt Nam từng nói tiếng Việt ghê không? Lee Min Ho. Lee Min Ho là Lee Min Ho hôm nay rất là rất vui được gặp Lee Min Ho hôm nay. Có giống Lee Min Ho bên nước bạn không? Không luôn à. Đẹp trai hơn chứ. Wow. Đẹp trai hơn chứ. Wow. Okay. Không, anh mắt có sự đắn đo. Anh mắt có sự đắn đo nha. Tuyệt vời. Và công việc chính của mình là gì? Chính mình là kinh doanh. Ở Việt Nam. Dạ, và kinh doanh và cũng có YouTube. Cũng làm YouTuber. Chúc mừng đến với chương trình. Hey, đây. Hey, Phúc ơi. Mình phải English làng hoàng nào. Phúc là nói rành nhất. Các bạn ơi, Phúc mập đây. Phúc rất là hân hạnh tham gia vào chương trình này. Phúc phải nói với mọi người rằng vợ của Phúc là người hâm mộ của chương trình này. Và nói với Phúc, nếu Phúc lên đội nào, đứng lên đội của Huy. Nếu Phúc lên đội nào, đứng lên đội của Ngô Kiên Huy. Rất là xui xẻo nhưng mà Phúc không chọn sao. Trời ơi, cái vận xui đã ra tới thế giới rồi. Vận xui đã ra tới thế giới rồi. Rất là lưỡng lẻo, xin lỗi mọi người ơi. Các khách mời của chúng ta đều là những người bạn ngoại quốc đến từ 3 châu lục khác nhau. Ngày hôm nay, 6 cast sẽ là những đại sứ du lịch giúp cho các người bạn ngoại quốc hiểu hơn về vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam chúng ta. Do đó, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là Chuyến du lịch cùng những người bạn ngoại quốc. Xin chào mừng tất cả các bạn. Ôi. Hảo tình thân, muôn phần hạnh phúc, cùng Hảo Hảo ăn Tết tuyệt hảo. Vừa rồi chúng ta đã có một đội về trễ nhất. Đội mình về nhất. Đội về trễ nhất đó là đội nhất của Dương Lâm, của Kim Huy. Anh đi, bữa nay có người nước ngoài đừng để tao nghĩ xấu về anh em mình nha. Để người nước ngoài. Đây là đội trễ nhất hả? Đây là đội về trễ nhất. Trong chương trình chúng ta có một linh vật mang biểu tượng xui xẻo. Xui. Các bạn sẽ tìm xem thành viên nào xui xẻo nhất. Bằng ly nước, uống thuốc độc, cà phê hay nước mắm? Nước mắm. Lần đầu Phúc xem chương trình này nghĩ là Jennifer là tui xác của Huy. Không biết là một phần của chương trình này nghĩ là phụ kiện của Huy. Không biết mà bây giờ hiểu. Rồi chọn đi ạ. Khách tới nhà không gì thì chọn không trước trà, đi ạ. Cũng cà phê. Phúc tại vì ly này. Ly này.
Trời ơi. Tí xa mà gần, tí gần mà đau. Một. Ê, từ từ đi. Uống hết luôn, 100%. Chiều, chiều. Chiều, ok. Yes. Chiều and feel, ok. 3, 2, 1, go. Tự nhiên anh chill and feel đó. Xui xẻo. Nói gì? Anh nói là Huy là chill and feel chứ không phải là chill and pum. Cái này chill and pum chứ phải là chill and feel. Cho xin cái khăn mềm. Không, không, đừng, đừng. Anh ơi. Ôi giời ơi. Coffee and nước tương à? Ờ, tương à. Nước tương chứ mà nước mắm. Thời của áo thì nó không dính. Ok, Phúc nói đúng. Đó là thua xác của Huy. Đúng là Huy đúng xui luôn á. Đúng xui. Ờ, sao xui dữ vậy ta? Bỏ cặp chill and full mà chill. Huy ơi, ở Việt Nam chúng tôi nói là khiến vợ đặt tỏ, wife knows best. Yeah. Vợ nói là Huy xui xẻo và phải đồng ý với vợ là nóc nhà. Ơi, cảm ơn Phúc. Ủa, trời ơi, nó được cái gì chuyện anh? Mời, mời. Anh là phơ. Trời đất ơi. Phở nha. Phở nha, phơ nha. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định bữa sáng bằng trò chơi đầu tiên là đá cầu. Ôi. Đối nào thắng ở trên này. Đá cầu á. Đá cầu. Đá cầu. Đá cầu. Đá cầu. Ok. Lượt tân sẽ được tính khi chạm bằng chân và đùi. Kết quả của mỗi đội sẽ được tính bằng tổng lượt tân cầu của 3 thành viên cộng lại. Đội nào có nhiều lượt tân cầu nhất là thắng. Đi đá cầu không? Dạ, biết. Phúc xém rồi nhưng mà chưa chơi. Biết đâu cầu không trời? Không, đá qua đá lại thì được. Biết đâu cầu không trời? Không, đá qua đá lại thì được. Không, em không chơi được không? Sao vậy? Anh bị cái gân nữa. Đúng rồi. Em là bị lưng. Lưng bị ấy. Cơ nặng nữa. Bây giờ đội nào sẽ đá trước ạ? Đội về nhất đá trước. Đội về nhất đi ạ. Không, đội về nhất phải đá sau chứ. Đội đúng rồi. Đội về bét đá trước chứ. Không à, tôi đây, tôi không biết đá. Đá đi rồi, tôi chỉ đá cho đầu thôi. Hãy xem đây. Đá đây. Đá bóng với đá cầu. Vậy đó mới đến tiền. Nghe chúng bạn hấp dẫn tiền. Tập trung chứ hai đá không được đâu. Hai đá được đâu. Đúng vậy, đó là cho tiếng khác lẹo liền mà học bài. Mạnh lên Tuấn, hết lực cho em. Một. Một. Đợi bên này là Lam đi. Điểm nha. Cái dòng mình tập nó dễ lắm chứ đá thiệt. Tập trung. Một. Hai. Ba. Một. Hai. Ba. 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 Đá tưởng tuổi gì vậy? Em không? Giỏi bình. Bốn nhà. Một trái thôi anh ơi. Hai. Cố lên nghe Phúc nha. Cho luôn. Làm cho vợ hãnh diện nha Phúc. Phúc ơi, mình không xui. Trời ơi. Cho mọi người biết trước, Phúc đã chơi đá bán 5 năm. Luôn luôn là goalie. Okay. Không thích trai. Để tôi coi. Từ từ. Cho mọi người biết trước, Phúc đã chơi đá bán 5 năm. Từ từ. Hai trái. Không. Bốn đó. 5, 6, 2 có hiếu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Chơi gì ai chơi? Sao gì vậy? Đá gì vậy hiếu? Đá mà không vừa anh em vậy chơi hả? Đá cho làm anh biết chứ. Đá cầu chứ. Làm gì em hiểu? Em hơn thua với nó đến rồi bây giờ thấy chưa? Bên mình nhiêu rồi? 3 lần. Ba. Ủa vậy? Giỏi biết đá vậy cầu là em phải 20 cái gì? 18. 40 cho anh. Đá bóng vỗ trời. Chris rất thích bóng đá đúng không? Bóng đá là cầu khác nhau. Chết rồi. Ê chết rồi, nó vô nhịp rồi.
Ê, chín. Nó vô nhịp rồi. Chín. Đôi đó. Thì thôi, đó thì thôi. Dây dây băng đi cho tiệm. Mình là xu nha. Có nghĩa là gì mọi người? Có nghĩa là Trường Giang không cần phải đá luôn á. Không cần. Em thấy cái giá trị khi mà em về rồi anh chưa? Đúng rồi anh. Trời ơi trời, hôm nay mình là vũ bảo nha. Vũ bảo. Trời ơi. Cả gặp nước đó. Gì vậy? Anh ơi. Đúng đó. Nó mới rớt là một cái đó. Thôi, mày là chưa đá chưa? Nè, nói đây ra mọi người đừng lo lắng. Em ngày xưa trong tuyển đá cầu quốc gia mà. Mấy rồi? 5. Để coi. 6, 7. Đúng rồi. 8 của ơi, 9. 8 của ơi, 9. Quý ơi, 10. 11. 12. Quý, 13. 13. Quý, 13. 13. 13 vậy. Ôi ôi, tôi không cần phải đá cầu hay đá gì nữa cả. Mặc dù tôi đá cũng được lắm. Ồ, trời. Vậy là mình là gì? Đây quá tuyệt vời. Mình là gì? Hai chốt. Ủa? Thiếu một cái. Thôi đã nè. Sắm cái giò chi đã không được à. Em chỉ muốn là cho tỷ số nó xích sao em thôi. Em kéo rồi cho em thay cái đầm mới lụng cái áo đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Em đá nó mới được. Nó bị dướng trong cái gì đó. Dạ nóng quá cho tụi em hai cái đầm mới đi. Mồ hôi trời quá rồi nè. Không. Wow. Nó nghĩa là thầy. Lâm đang mặc một đôi rất là đẹp. Kết quả đội Trường Giang chiến thắng. Các bạn sẽ được dùng bữa sáng ngon miệng. Yeah. Hai đội còn lại, các bạn sẽ chơi thêm một trò chơi nữa để tìm ra thêm một đội được quyền ăn sáng ngon miệng. Tôi rất buồn hiếu luôn á. Dạ. Bữa sau chơi gì thua để được chơi 2-3 lần. Trời ơi. Chơi cái gì mà chơi lần có thắng. Đã không? Không cho. Không cho tôi chơi thế này. Để tôi chơi nè. Ừ. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi. Rồi chơi chưa? Rồi hay chưa? Hay dữ chưa? Con trai à. Trời ơi. Vẫn hơn nhiều người có hai cái. Bây giờ trò chơi tiếp theo của các bạn là kéo co bằng tay. Luật chơi như sau. Lần lượt mỗi đội cử ra một người để kéo co với thành viên đội đối phương. Mỗi người sẽ phải kẹp quần áo vào tay của mình và kéo nhau. Thành viên đội nào bước qua vạch hoặc bị tuột kẹp ra khỏi tay coi như thua. Nè, anh thử cho, ngồi công tâm. Đội anh thắng rồi. Kẹp bên kia luôn, cho hiểu. Ủa, hay vậy? Wow. Rồi. Wow. Thú vị, Noel đừng mua cái thông, hãy là sống Trường Giang đi. Chị em đó không biết nữa, nhưng mà em thấy là cái lực là anh Nguyễn Huy sẽ chọn sẽ đá cứng hơn. Rồi, để cho phần thi hấp dẫn hơn, mời hát bài hát. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Kéo qua, kéo qua. Đừng quá. Ôi. Ủa ra kéo qua nằm luôn rồi. Kéo Huy ơi. Kéo Huy. Đúng rồi, cứ cổ của anh đi. Anh muốn một vòng lên Huy. Đúng rồi, đúng rồi. Nó tù lên. Tù thì thua. Ê, cổ lên, cổ lên. Cố lên anh ơi. Ủa em mạnh lắm mà. Em mạnh lắm mà. Sao bên đây nó tụt tụt á. Tụt gì đâu tụt. Từ quay. Tập trung đi. Quay ngậm miệng lại. Cố lên quay. Em ơi qua bên đây chơi nè. Chơi. Anh thua là do anh Giang đó. Trời ơi. Làm khùng làm điên. Em bị viêm tay nữa. Lỗ tay nè mọi người. Nè. Trời ơi, tay lè luôn rồi. Đó lè ơi. Ôi sưng lên luôn rồi. Trời ơi, hoại tử rồi.
Em muốn thách đấu với anh. Thách đấu hả? Tôi mới thách đấu với em. Bằng môi dưới. Bằng môi dưới. Môi dưới. Cho môi em anh. Em thách cái đó cả Việt Nam ai chơi lại em. Môi dưới. Tôi muốn anh chơi môi dưới với tôi. Cho em luôn à. Mời anh. Môi dưới đúng không? Môi dưới. Mình chơi cái môi đó được, mình được. Một bên lỗ mũi. Môi đi. Môi ok đó. Môi không đâu, cái lỗ mũi mới đâu. Đó. Lỗ mũi mới đâu. Không ăn được em ơi, chứ đừng ăn còn ăn nữa. Tôi muốn thách môi đi. Lỗ mũi đi. Môi. Lỗ mũi, môi chơi. Mũi em môi sữa. Môi chơi lại. Mũi sữa. Mũi sữa. Môi chơi lại ta đâu. Tôi muốn mũi à. Đúng vậy. Tôi muốn kẹp ngay sống mũi à. Chơi được thôi. Cánh mũi được không? Cánh mũi đi chứ sống mũi sao vô? Cánh mũi. Cánh mũi thì tôi muốn ngay giữa à. Để đúng lấy luôn rồi. Cái sống mũi ra. Lấy cái sụng của anh ra đi. Anh bứt cái sụng của anh ra đi. Lâm ơi. Lâm, anh nói nè. Cái gì? Rớt ra ở đây không. Bác sĩ đó là 10 năm phải làm lại. Không phải làm được 9 năm rồi. Còn 5 một nữa. 1 năm sau sẽ làm lợi cho nên tôi chơi với anh. Vô. Rất nhiều thẩm mỹ viện đang chờ đón mình. Đúng. Một là mình sẽ làm tốt hơn. Hai là hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Đó. 1, 2, buông tay. Đau quá. Đừng thắng là buông tay. Thôi, buông tay mà. Anh ơi, đau quá. Trời ơi, chảy máu cam á. Đau lắm. Thôi tay đi. Cái cổ. Cái cổ không, cổ bị nhùm lắm. Ngồi đi. Ngồi trên. 1, 2, 3. Cười lên. Let's go. Trời ơi, ghê quá. Đồng lại. Ngày xưa bên dòng sông có hai người đã. Đeo lắm em ơi. Đeo đi. Trời ơi. Kiểu này làm nó về nó chạy ra luôn đó. Em ơi. Kéo anh. Kéo đi. Anh kéo đi. Bỏ đi. Lùi lại làm. Sắp thua. Cố lên. Ok, go. Yeah. Ủa sao trời ngu quá vậy? Ai đào á? Ai à, trời ơi. Chơi khóc lẹ đi. Trời ơi. Ê bây giờ để về chơi nhảy dây được không? Đừng ai đụng gì tới cái dây hết đó nào. Trời ơi. Xuống xíu rồi. Sắp xíu rồi, Ủa bên dây đá cờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ơi xin. Ba. Dắt một cái là sẽ cái môi. Ở dưới bè có mấy đứa chơi dở đó. Cái nhảy mà nó dính lại. Áp lực quá. Đừng chơi như vậy. Sập tay. Cố lên luôn. Cố lên. Chờ dẫn mới tam nha. Kéo đi. Cố lên. Không đi. Đau quá. Về đây em ơi. Tâm phục khẩu phục. Như vậy đội của Kiều Minh Tuấn, Chris Phan và Will đã chiến thắng. Đối với hai đội thắng, chúng ta đang có bữa ăn sáng rất là thịnh soạn. Chương trình đã chuẩn bị cho các bạn tại một nhà hàng sang trọng. Trời ơi. Ở Quảng Bình có một đặc sản là sâm bố chín. Đó là một loại sâm tiếng vua ngày xưa. Và bây giờ các bạn sẽ được ăn sáng tại nhà hàng với những món được làm từ sâm. Đội thua các bạn cũng được ăn sáng với số tiền trong phong bì này. Và các bạn sẽ di chuyển ra chợ Đồng Hới để ăn sáng. Xin mời các bạn lên nhận chợ. Ra chợ có sao không chị? Có nhiêu à? Quan trọng là nhiêu tiền á Huy. Trời ơi. Mở ra coi nào. Nào. Là 30 ngàn á, để mỗi đứa ly xăm mỗi lượng á. 50 ngàn. Được mà. Làm gì mà 50 ngàn á. Không bình nhiên nữa. Được rồi. 50 ok. Ok. 50 cơm với lại muối mè. Khởi đầu cho mình. Nó mì mà. Bánh mì 15 ngàn ổ. Cũng được. Bánh mì xăm. Không có đâu. Chuyến trở lại này thưa quý vị là khả năng là đội mình là ngon á. Dạ đúng rồi. Đó, ủa đây cũng được ăn nhà hàng hả? Dạ, đúng rồi. Ồ, 50 ngàn đi chợ, leo. Đây là chương trình Hai ngày một đêm tự do. Cholimex Food
gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Chào mấy chị. Anh thôi. Chào mọi người. Chào mọi người. Ôi chào anh. Chào anh. Thú vị, bà con tiểu thương đang rất là nhộn nhịp. Có ai đó tay đó. Hello Kenny. Dạ rồi, dạ rồi. Hello. Ok, ok. Ok, hello, hello, hello. Giống như đi chơi mà quên lên Việt Nam. Quá trời đồ hồ. Ok, ok. Hello mấy chị. Wow. Hello anh trai, đèn lát đồ, dữ dằn. Quá nhờ đồ ăn rồi. Ở đây thấy nhiều đồ ăn, đồ uống rồi. Nhiều người hâm mộ ở đây á. Chị bán gì vậy chị? Bánh bèo. Bánh bèo. Phần 15.000. 15.000 vừa đủ luôn. 3 phần là 35. Ăn một phần thôi. Một phần ăn cái món khác nữa. Bây giờ đi, mình làm cái deal đi. Deal gì? Mình ăn mỗi thứ một phần. Một phần 10.000 mà ăn 5 phần. Ở đây thấy đông đó. Một phần 10. Muốn món ăn là phong phú đa dạng. Bây giờ muốn ra 50.000 mà ăn hết nguyên cái sạp luôn, mấy chị tự chia. Đúng rồi. Ok, ok, lên ngày này. Hết deal. Dạ thưa mấy chị ơi, hiện tại là tụi em có 50.000 nhưng mà tụi em ăn muốn ăn hết món ở đây. Nếu mà không đủ tiền tụi em cầm cái GoPro này. Đúng rồi, để làm gì? Ê, người ta không ăn người ta bỏ lại kìa. Trời ơi. Một cái dĩa ai bỏ lại vậy? Ủa mà chị ăn đủ nào chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à. Thôi ngồi xuống ăn đi ha. Ừ. Tụi em có 50.000. Cho tụi em 5 phần mỗi phần 10.000. Ok. Ăn tụi em muốn ăn hết nhưng mà giá cho em 50.000 thôi. Ha, em tự chia giùm anh đi. Nhưng mà em bớt đi nha. Ba người đều đẹp trai. Bớt đi nhàn nha một chút nha. Xuống đi em ơi. Đây, đi ăn sáng thôi mọi người ơi. Đây. Đây. Vào đi nào. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Không có vậy. Trời phở. Thơm quá. Phở. Gầu quá. Trời. Đây nè. Tê. Này gà hầm sâm này nè, củ sâm này nè. Trời ơi, củ sâm đó đó anh. Diên sinh. Dũng sâm Hàn Quốc ha. Dũng sâm Hàn Quốc không em? Giống nhau. Như đã giới thiệu, đây là một bữa sáng đặc biệt được chuẩn bị riêng cho các bạn. Dạ. Và để cho các bạn hiểu hơn về sâm bố chính, đặc sản Quảng Bình thì chúng tôi có mời đến đây anh Phạm Tuấn Hải, giám khảo MasterChef Việt Nam. Em chào anh. Rồi, xin chào. Em chào anh. Xin chào các anh. Và đầu tiên thì rất là vui khi mà được đón nguyên một đoàn ở đây. Thì Hải cũng muốn chia sẻ một chút xíu về bữa sáng đặc biệt ngày hôm nay. Toàn bộ những món ăn ở đây là chúng ta làm từ sâm. Từ trước nay thì mọi người cứ nghĩ rằng sâm nó là một vị thuốc, nhưng mà đối với cả sâm này nó là sâm dinh dưỡng. Và sâm tên là sâm bố chính. Tại sao gọi là sâm bố chính? Bởi vì ngày xưa là ở Quảng Bình, ở trên Phong Nha có một châu gọi là châu bố chính. Và khi mọi người phát hiện ra cái dòng sâm này thì là dùng cái sâm này để tiến vua. Và đã thất truyền hơn 300 năm rồi. Và hôm nay là các anh đang ngồi ở đây và sẽ dùng những món ăn này. Món đầu tiên mà để chúng ta thưởng thức đó là món chả giò với sâm. Đó, dùng bằng sâm để mà làm ra cái món chả giò này. Thứ hai nữa là phở sâm. Trời ơi. Ủa em mê phở lắm anh ơi. Toàn bộ cái nước dùng này dùng từ sâm bố chính để nấu ra. Và mình hầm được tầm khoảng 5 đến 6 tiếng mới được cái nước này. Và món tiếp theo đó là món gà hầm sâm. Gà hầm sâm. Wow. Giống gà hầm sâm Hàn Quốc vậy đó ha. Đúng không em? Đúng rồi. Đây là sâm bố chính. Dạ, sâm bố chính. Và mình đồng tại châu bố chính của Quảng Bình. Và chắc chắn rằng là những món này nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm được sức khỏe này. Thứ hai nữa, đặc biệt là những ai mà mất ngủ nhá. Sẽ dùng rất là tốt. Anh Giang là chùm mất ngủ. Em mất ngủ lắm. Thế nên thành ra là hy vọng rằng là mọi người sẽ có một bữa ăn thật là ngon miệng và sẽ tăng thêm sức lực cho những chuyến đi tiếp của mình. Ok, chúc mọi người ngon miệng nhá. Cảm ơn nhá. Trời ơi, đã chơi thắng người ta rồi mà giờ
hầm xăm nữa, thắng sức nữa thì Lê Dũng Lâm chắc ra chợ ăn hoài á. Thôi tập dùng đi. Em mời mọi người. Mọi người ăn nha. Đức em mới thay đồ cái nha. Thôi em ơi. Thay đồ nó không bị quả đâu, xăm xăm nó nguội lại không bị quả. Hôi quá. Ngồi đó đi. Không, đừng. Đây là bánh nèo. Đây là bánh gì chị? Bánh cuốn. Bánh cuốn. Rất là ngon mọi người ơi. Đây là bánh cuốn nha gì nha, bánh cuốn. Bây giờ từng người sẽ review từng món nha. Rồi vòi phúc, bánh cuốn một trong những món ăn yêu thích của anh. Ngon quá mọi người ơi. Mày. Món này là bánh bột lọc đúng không? Ngon quá, ngon quá nè. Cho phúc thử. Cái này là gì em? Bánh gì? Bánh gì hả? Ê, cái này lạ nè. Hai cái này kẹp vô đó. Kẹp này vô. Ăn cái là no luôn đó. Đó. Chia đi mình ơi, nhiều món quá. Đó, ăn đi. Trong nhà hàng dễ gì mà vui bằng tụi tôi. Đúng rồi. Đúng không? Nhà hàng là không vui đâu, tôi nghĩ là không vui đâu. Rồi, thank you. Trời ơi. Đừng đừng, ăn không biết ăn phở hả? Xịt vô đây. Từ từ tôi chỉ cho cách ăn phở nè. Chán ghê á. Tại sao đầu bếp người ta nấu một nước phở dùng ngon như này mà phải xịt tương rồi xịt đồ bỏ rau vô? Phải để ngoài. Để ngoài. Cái này là hồi xưa phục vụ vua chúa, mình phải ăn kiểu vua chúa. Người đâu? Tự do tự lo mà người đâu. Rồi ngon quá. Rồi ngon quá. Ừ, ngon. Em về với mọi người rồi đây. Trời ơi. Trời ơi. Một bộ đồ lông. Đã nóng đó. Rồi. Còn mặc áo lông nữa. Ê, em lại bộ tôi. Ủa? Em tưởng tô em. Em kỳ quá. Cũng như hai đồ xong cũng nóng mà anh. Không, nó mà nó thoáng hơn cái áo kia. Gia tích trắng. Gia tích là chua. Chua. Cái này chua. Cái năm 90 hả? Cái năm 90 hả? Thằng mới. Bằng vợ tôi á. Bằng vợ tôi. Vợ tôi cho em 90 á. Will ơi. Gì đâu á? Gì đâu á? Em á vậy là anh Giang ngại đó. Bộ anh tụi với Will. Ý là á là nghĩa gì? Ở Hàn Quốc, nếu mà trường hợp như vậy, gọi là ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Trẻ trung. À trẻ trung. Trẻ trung. Trẻ trung, chứ phải là ăn trung. Hết hồn. Không phải là ăn trung. Ăn xong rồi á. Trời ơi, cho Phúc tử cái này. Chào bà con. Bây giờ bà con đông quá nè, bà con muốn là hả Phúc hát tặng bà con đi. Có một bài Việt Nam không? Tụi tôi hát phụ cho. Phúc không biết bài hát nào. Của Việt Nam, bài Việt Nam. Chỉ biết Hãy Trao Cho Anh. Hãy Trao Cho Anh. Ok. Hãy Trao Cho Anh. Hãy Trao Cho Anh. Phiên bản người nước ngoài, trao tay thật lớn ạ. Vô. Rồi bây giờ Phúc sẽ hát bài Hãy Trao Cho Anh. Sân khấu này của mình, lên. Sân khấu của Phúc hả? Đúng rồi. Music. Music. Tên 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 Hãy Trao Cho Anh. Hey. Hãy Trao Cho Anh. Hey. Hãy Trao Cho Anh. Hey. Hết rồi, hết rồi. Cứu tôi. Dạ thưa quý vị, để tiếp tới chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến một bài hát đã làm mưa, làm gió, làm bão trên tất cả những cộng đồng mạng dưới sự trình diễn của một nam ca sĩ mới nhú đến từ Đồng Nai thưa quý vị. Mời Lý Trong Nai Xuân Lòng với ca khúc Thay Ra Dễ Quá. Bây giờ sẽ là ca khúc Sao Hay Ra Dễ Quá. Vỗ tay bà con. Ra dễ, đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ. Đi chơi mà cứ hay xài việc nhiêu giọng mẹ, sao hay ra dễ. Đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe. Chứ đừng ghét ngu rồi đi cái mặt thì như cái tô. Anh Lâm Đồng Nai, con nhà ai mà sao đẹp trai. Đi tới đâu là bao người mê, đập môi về thương thế. Anh cũng có cơ bóng khiến hàng trăm tôi bị đánh cắp trái tim. Bởi vì mê, bởi vì anh duyên. Sao hay ra dễ quá. Sao hay gì à? Lớn lên sao hay gì à? Dạ cảm ơn bà con. Bà con cho tôi em một chảo tay được không ạ? Quá trời. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ trả tiền cho ta đi âm Phú ơi. Cảm ơn chị bà chủ rất là nhiều. Dạ cảm ơn em nhiều.
Việt Nam có cái áo rộng, Hàn Quốc có mấy cái món sâm mà làm như vậy không em? Ở Hàn Quốc thì bình thường là không ăn cũng có. Mà cái món ăn này thì hoàn toàn giống như món ăn Hàn Quốc. Canh gà. Tên tiếng Hàn là samgyetang. Samgyetang. How about you? Chấm cánh luôn đi anh. Cánh. Beautiful. Ủa sao ngọt dữ vậy? Ngọt. Sung lặc. Tại có tháo tàu em... quá. Đùi. 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 Cảm ơn anh. How about you, Will? Ngút. Ngút. Ngực. No, con gà tao không nói ngực. Ok, ngút. Ức. 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 Mệt quá. Giải thích mệt quá. It's Ức. So then. Xin cảm ơn. Em biết cái này là gì? Hạt mén á. Hết chu. Hết chu. Tàu tàu. Tàu 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 tàu. Hiểu hiểu ha. Nói tiếng Việt quá trời họ giỏi. Anh ở Việt Nam từ nhỏ mà. Ồ vậy hả? Thiệt luôn hả? Rồi đi. Được. Đi. Hiểu rồi, riết rồi mẹ hơi hiểu rồi. Ngon quá. À, thanh tao ha, nhẹ nhàng. Thực ra là anh em mình ăn đây quá ngon. Nó quá là đặc biệt. Nhân sâm mà. Mà để hai đứa em mình nó đi ngồi chợ cùng với Phúc thì mình thật là thấy đáng đời ha. Dạ. Không biết có còn đi được hay không? Không kể, không đụng được ra đó. Các đi không nổi quá. Trời ơi, trong nó mùa cũng ngon quá anh ơi. Chúng tôi đã vô rồi đã. Chào mọi người. Mọi người ơi, ăn cái gì đó? Wow, ăn cái gì mà ngon quá vậy? Wow, Hiếu, như thế nào đây em? Wow. Gì vậy anh lẹ vậy? Sao mà chớp lẹ quá vậy? Về không khí tôi thấy chắc không có vui lắm à, đúng không Huy? Đúng rồi. Nhìn chàn quá. Không vui từ lúc mà anh bước vô á. Không vui từ lúc mà anh bước vô á. Cái thằng Hiếu này sao nó hơn thua với em dữ vậy ta? Nên thì thôi. Trời ơi, gà nó mềm quá ha. Thơm thế. Huy là thích ăn ức không gà không da đúng không? Dạ. Có sâm trong đó đó, ăn đi. Khỏe quá, khỏe quá. Liền, khỏe liền. Ủa làm gì hả, làm gì hả? Ăn sao kỳ vậy? Thử biết, thử biết. Ức à, ức tốt cho cơ. Bây giờ vậy nè, bây giờ mình ăn gần xong rồi đó, mọi người có thể đi kiếm gì uống được không? Trời ơi. Uống hả? Trời. Anh ơi, tụi em mới. Ủa anh ơi, là anh uống là anh tự đi uống chứ anh nhìn tụi em anh sao vậy? Anh đợi thua mà, tụi em khát nước thì anh phải. Ủa đi thua là ăn bây giờ cực khổ rồi. Bây giờ mọi người muốn món gì ạ? Trà đi anh. Dạ, uống trà đi. Người đâu? Chúng tôi tới đây. Mời dân trà. Tăng 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 tăng. Mời mọi người. Tăng 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 tăng. Tăng tăng tăng. Ủa? Gì vậy? Ủa? Em ơi, gì? Sao đã hát mà ngưng ngang vậy? Không cầu kết hả? Nào, mở nắp chung ra xem. Mở nắp chung là cái gì nữa? Anh mở nắp chung ra đi. Xem ở trong có gì. Ôi, nó không có gì là cái bình này nó thiêu thiêu. Cứu tôi, cứu cái gì? Cứu tôi, cứu cái gì? Sáng anh kéo cái môi ra giỡn miệng anh đặt. Trời ơi, hiểu rồi. Nói em kéo cái môi. Thiệt luôn, nó đúng ghê. Luôn nó đúng ghê. Đây, em sẽ thay mặt anh rót trà. Rót trà là phải. Mời anh Tuấn à. Cảm ơn. Mời anh. Cảm ơn em. Trà này là trà liếp đó. Mời ạ, chúc sức khỏe. Dạ. Hạnh phúc vô biên. Mời mọi người. Trà là có nhiều loại trà lắm nha mọi người. Yeah. Có nhiều loại trà. Ủa làm cái này là trà làm từ gì không? Có gì đặc biệt không? Khi mà để có một cái ly trà như thế này thì những chị em phụ nữ ở vùng cây cao. Trà, trà. Đúng rồi. Cây trà. Đúng rồi. Họ phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Họ phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Sợ quá. Rồi dâng cho trà thì sao?
gọi là vạch lá ra tìm những cái búp là trà đen thượng hạng họ mới nhắc về và họ bắt đầu để lên rải ra đường đi đúng rồi xào chao 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 và làm nên trà Lipton từ búp trà đen thượng hạng. À trong này có mà. Đúng rồi, trong này có nè. Vậy thôi không cần đâu, động này được rồi. Làm từ búp trà đen thượng hạng. Ờ có mấy chữ hả? Nhanh. Trời, sao nhanh gọn quá vậy. Thôi vậy cắt phần này giùm em đi. Từ sáng giờ làm chương trình ưu ái cho mình nha. Sao vậy? Giờ được ăn vừa được uống cả hai bên luôn nha. Thì sắp tới đây là thời gian sắp tới sẽ là cay đắng nè. Thì đó, tới đâu hay tới đó. Thôi chấp nhận thứ đâu. Đúng. Chơi. Chơi xe. Đi thôi. Đi thôi. Trời. Đâu đang học rồi. Quá trời đất. Thương chưa? Xin nhận cái miệng này. Quá trời đó. Quá trời. Không mê em anh ơi nè, bé này nó kêu em không nè. Ủa vậy? Mê em. Em. Ngộ nhận. Nghệ sĩ ngộ nhận. Thấy chưa? Tụi tôi đi đâu là sáng một cả một vùng trời. Trời ơi. Sáng rực một vùng trời. Cái này ai nói tôi mua fan đi có mua đâu. Đó. Nhưng mà fan này của Hiếu nha. Nhưng mà fan này của Hiếu nha. Ủa vậy hả? Bạn chương trình. Phải không? Bạn chương trình. Ô, trời ơi. Đây, 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 đây. Đông quá trời rồi, đông quá trời. Đông. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye nha. Mọi người thấy như thế nào khi chuyến xe của chúng ta được nhiều khán giả tại Quảng Bình chào đón nồng nhiệt như vậy? Dạ rất là hạnh phúc à, tại vì dù sao cũng không phải là giống như anh Lâm phải mua fan thì fan mới bu bu vậy ạ. À, đây là tụi tôi là fan thiệt hết. Fan thiệt của chương trình. Dạ. Wow. Hồi nãy giờ mà đây là toàn là chụp phiếu được không á? Mà Lâm tưởng là mới làm không có với em nữa, cũng không phải là có với em nữa. Các bạn nghĩ hành trình tiếp theo của chúng ta tại Quảng Bình sẽ ra sao? Thực ra chương trình này mình nhẹ nhàng, không có gì đâu hấp dẫn cả. Không giờ nhẹ, táp mưa xa. Đúng rồi. Tức là ngày hôm nay cái nhiệm vụ duy nhất của anh em mình là làm sao cho ba bạn khách mời này phải hiểu tường tận văn hóa vùng miền là gì, ẩm thực vùng miền là gì và cái ưu ái của thiên nhiên dành tặng cho Quảng Bình là gì và cái nét đẹp chính ở đây là cái gì. Rồi sau đó các bạn sẽ hiểu được cái điều đó, rồi các bạn sẽ nói với những người bạn của mình, có thể là ở nước mình hoặc là tất cả các nước trên thế giới, hoặc là các bạn sẽ có những cái nhận định rõ ràng hơn và hiểu hơn. Có thể mình đến một vùng miền mình thấy nó đẹp, mình ăn nó ngon, nhưng mình không hiểu gì về cái văn hóa nó quan trọng. Đôi vài phút, Phúc luôn luôn nói trong phỏng vấn là sự khác biệt giữa Việt Nam với Mỹ là người dân, là tính cách của người dân ở đây rất là thân thiện, rất là dễ giao tiếp với người nước ngoài. Nhưng mà ở Mỹ, đất nước của Phúc, cảm thấy nhiều người rất là khó chịu, không thích nói chuyện với người mà không quen với. And đặc biệt là nếu một ai đó không biết nói tiếng Anh giỏi. Mà Phúc biết vì sao mà ở Việt Nam là có thể nói chuyện người lạ, người ta vẫn nói bình thường, mà ở bên Mỹ á, hoặc là nhiều nước trên thế giới là nói chuyện người lạ là những người dân họ rất ít ngại nói chuyện không? Phúc thấy là tại vì nhiều người đồng bào là một country, you know? No. Mà Hàn Quốc là thật sự như vậy. Em thật sự rất là khác điểm của Việt Nam và Hàn Quốc là Hàn Quốc thì mới gặp nhau nên không thân thiện như người Việt Nam. Người Việt Nam thì rất là nhiệt tình và mới gặp nhau mà giống như là bạn thân. Mà bản thân Hàn Quốc thì không nói chuyện với người lạ. Và nếu mà nói chuyện thì rất là đơn giản thôi. Ví dụ như ở bên bên Mỹ nè, bên châu Âu ha, hay là bên các nước khác mà cái điều đầu tiên để mà người ta ngại gần người khác là sự an toàn. An toàn, safety. Ok, hiểu rồi. Còn ở Việt Nam là không biết được. Ủa anh ơi, chở cho em nữa gì vậy? Gì vậy? Cho em vô nhà uống cốc nước vậy? Còn bên nước ngoài làm những chuyện vô nhà không bao giờ có. Ở Việt Nam là rất là an toàn cho nên họ rất là friendly với nhau. Còn nước ngoài là cái sự an toàn nó không bằng ở Việt Nam mình được. Rõ nhất là khi mà về quê ha, nhà có tiệc có đám gì đó vui lắm, là cả xóm bu lại phụ á, khiên này khiên kia, nấu này nấu kia, vui lắm. Ở Pháp, ví dụ mình đang ở Pháp, mình mặc bô chuối đúng không? Bô chuối. Oui. Banana. Banana. Chuối. Thì tất cả người Pháp ở đường phố khi mình mặc bô chuối là làm gì đây?
phát điên. Ao chú ý á? Yeah, tại vì ở Pháp rất là quan trọng là nên nuôi mắt như thế nào ở đường phố. Và ở Việt Nam mình rất thích tại vì rất là bình thường, rất là tận thiện. And mình có thể mắc, mình muốn gì. Nuôi Việt Nam không sẽ judge. Có khi nào là do làm Pháp là đô thời trang. Yeah, tôi thời gian rất là quan trọng. Em gái làm việc ở thời trang Paris, fashion designer. Biết Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Wow, đã tới rồi. Đắc re ke be. Đắc re ke be. Gì vậy? Đó. Đó ke. Rồi, vô. Chào mừng các bạn đến với khu du lịch Sông Chày Hàng Tối. Dài cối. Đây là khu du lịch sở hữu một vẻ đẹp kỳ lạ. Bình thường nếu là ngày nắng, chúng ta sẽ thấy dòng sông Chày có một màu xanh biếc rất là đẹp. Rất tiếc hôm nay trời mưa nên màu nước sông đã nhuốm màu đi một chút. Màu xanh ngọc bích. Thì đa phần mấy cái sông suối trên miền Bắc là cái màu sông đó không ạ? Ở đây miền Trung mà, ở đây miền Trung mà. Chắc điên rồi. Nó thùng nó điên gì vậy? Ở đây miền Trung anh ơi. Bây giờ là anh Tuấn nè. Chào anh Tuấn. Chào anh Tuấn. Ủa, anh mới tới hả? Qua đây à? Tại vì đây là những núi núi đá vô cho nên nó sẽ có những cái màu sông ngọc bích. Dòng sông Chày này có một vẻ đẹp đặc biệt, đúng như Tuấn chia sẻ. Khi chảy qua những dãy núi đá vôi thì màu nước sẽ xanh hơn. Đúng và rồi. Đây còn có một khu vực nữa gọi là hang tối. Ở trong hang tối có một số hóa thạch của các loài động vật cổ. Các bạn sẽ có một loạt các thử thách ở đây để giành quyền ăn bữa trưa thịnh soạn. Wow. Đây. Tuyệt vời. Thử thách đầu tiên của các bạn là sẽ di chuyển vào hang tối bằng dây zip line từng người một. Ngày hôm nay các bạn sẽ phải vượt qua chính mình. Các thành viên sợ độ cao, các bạn vẫn sẽ phải đu zip line để vào cổng hang tối. Nguyên đoạn zip line dài 400m là qua sông. Trời ơi, tuyệt vời. Em không biết bơi. Chắc ghê. Thật là... Ê! Ê! Không có sợ. Ê! Nói cho các bạn yên tâm, chiếc zip line này rất là an toàn. Các bạn sẽ được mặc áo phao và chương trình đã bố trí các nhân viên cứu hộ ở phía dưới. Có thể các bạn chỉ trôi một khoảng thời gian ngắn, chừng vài ngày là thấy. Trời ơi, có duyên quá. Trời ơi. Mỗi một đội, các bạn phải cử ra một thành viên trượt zip line cuối cùng. Chúng tôi sẽ đưa cho thành viên đó một câu hỏi. Trong quá trình trượt zip line, từ đầu bên này qua đầu bên kia, các bạn phải trả lời chính xác đáp án còn dễ. Nếu không trả lời được, quay về. Nếu trả lời đúng thì các bạn sẽ có lợi thế 5 phút ở thử thách tiếp theo. Còn nếu trả lời sai thì không giành được lợi thế thời gian. Câu hỏi tiếng Anh hay tiếng Việt ạ? Câu hỏi bằng tiếng Việt. Sao anh em toàn bệnh ha? Rối loạn ngôn ngữ, rối loạn lo âu, rối loạn tiền đình. Chỉ có đây là ok nè. Rối loạn sinh lý, rối loạn sinh lý. Em tưởng tính chuyên. Rồi, bây giờ là thời gian để cho các bạn chuẩn bị. Bây giờ chúng tôi đã đeo chiếc ta được. Đeo cái tan toàn được cho Hiếu với lại Trung Lắc rồi. Bây giờ đeo cho. Đeo cho tôi. Dạ rồi. Bây giờ chân vào đây. Đây đúng không? Dạ đúng rồi. Trời đúng trời. Đây cái sổ cũng quanh mày thôi đấy. Trời ơi. Rồi. Đây bây giờ chúng ta chuẩn bị. Hành trình đầu tiên đó chính là em. Hiếu thứ hai sẽ là người thử thách đầu tiên. Và đối với thứ hai thì cái này nó không là vấn đề gì cả. Mới chính là cùng kiến thôi. Quá đúng. Bây giờ thằng kỹ thuật đang bộ đàm lẫn nhau để đảm bảo cho việc an toàn mọi người. Tất cả đều là an toàn hàng đầu. Okay. Sổ quá. An toàn là hàng đầu. An toàn là sổ. Người nha. Dạ, yeah. Không sổ hả? Dạ. Rồi. 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 2, 3, let's go. Bye bye mọi người. Yeah.
thứ hai Trung Lắc sẽ bắt đầu di chuyển. Còn lượt cuối cùng là Trường Giang sẽ trả lời câu hỏi, trên đường đi sẽ suy nghĩ trả lời. Không biết trả lời gì đây, không biết họ hỏi gì đây. Này này này, biết rồi. Đúng rồi, thoải mái lắm, thằng lần anh. Trung Lắc, ready. Co chân lên nha. And luôn co chân nha. 3, 2, 1, go. 2, 1, go. Rồi, chương trình hỏi tôi cái gì? 45 x 3 trừ 30 bằng bao nhiêu? Trời ơi. Nếu mà anh Giang là chắc chắn là trả lời được rồi. Anh Giang là kiến thức khủng khiếp. Đúng rồi. Rất là thông minh. Ok, let's go. Ok, let's go. 45 x 3. Đáp án một lẻ năm. Đáp án một lẻ năm. Một lẻ năm chính xác. Nó cái này hồi học mẫu giáo có chơi rồi nên không sao chứ. Câu hỏi là gì ạ? Câu hỏi là một phép tính. À, nếu mà nói về toán học thì Tiên An là đỉnh. Xin mời Rick trả lời. Rick trả lời đúng không? Một hai ba sơ thế mà. Một hai ba sơ thế mà. Mời Will lên. Tạm đi Will. Hai ba let's go. Tạm biệt mọi người. Wow. Wow. Biết sao? Ổng nặng á, ổng nặng nó chạy ghê. Ok, I break the camera. Anh ơi em sợ. Sao anh không trả lời đi, anh thấy em nhỏ rồi cho anh ăn hiếp em. Không phải, tại vì em biết tính toán. Em mất não rồi. Vậy thì thôi, ok thôi, để anh đi. Anh còn suy nghĩ được. Tạm biệt em. Tạm biệt em. Rồi anh cứ thở lỏng lên thoải mái. Thở độ cao rồi sao mà anh bắt em thoải mái được. Anh Tuấn ơi. Anh biết nhà ba em không? Dạ không. Dạ không. Rồi nhớ là cô luôn luôn chân luôn luôn co cao giùm em nhá. Đừng có gồng gì hết. Thở lỏng tay ra. Let's go. Ai trời ơi. Let's go. Ai trời ơi. Ai. Chris. Ủa? Qua để tăng sao? Qua để tăng sao? Trời ơi, Rich ơi. Rich ơi là Rich. Cái gì mà yếu vậy? Ông dạy em đu mà, ông đâu có dạy em thắng đâu. Qua đây hết biết làm. Qua đây có anh ba anh bảy lo rồi. Tướng là trả lời câu hỏi luôn á hả? Người chết rồi, phép tính rồi sao? Trời, đưa cho nó tính thì chết luôn rồi. Chết rồi, thòng tim rớt ra ngoài anh rồi. Trời ơi, cái này nó chắc chắn không nha? Dạ, yên tâm. Ủa sao mà nó nửa chừng nửa vời à? Không, cái đó là mình đang giữ anh lại chưa đủ quá. Rồi, bây giờ có câu hỏi gì thì mình sẽ hỏi đến Tuấn. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn nghe em rõ không? Không. Ù tai rồi. Anh em rồi bây giờ nha. 123 trừ 43 cộng 15 bằng bao nhiêu? Hả? Rồi, let's go. Let's go. 123 trừ 43 trừ 43. Thả luôn. Cộng 10 gì? 15. Cộng 15. 15. Rồi, let's go. Suy nghĩ. Hay là xíu rồi. Rất tính không ha. Hay là anh Tuấn xíu rồi. Wow.
Đáp án bao nhiêu? Đáp án là bao nhiêu? Cái gì? Đáp án bao nhiêu? Ai biết? Đáp án bao nhiêu? Ai biết? Rồi xong. Tèn 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 quên luôn rồi. Quên câu hỏi luôn. Tôi đây là lần đầu tiên mà tôi lên đây đó, cho nên cảm xúc của tôi bây giờ rất là hoảng loạn. Quý vị có thấy sự hoảng loạn trong con người của tôi hay không? Chưa thấy. Chuẩn bị đi. Ok, chuẩn bị đi. Rồi anh đi đầu tiên hả? Tôi đi đầu tiên. Mình ở nhà lo cho sắp nhỏ. Đây sắp nhỏ. Con nếu đi là lần cuối gặp nhà. Thôi trời ơi. Nếu đi là lần cuối gặp nhà. Thôi trời ơi. Đừng nói cùng nói đi. Tiểu Bẩm đừng có đâu kia bây giờ. Trời ơi. Trời lên em. Đồ nói cho em sẵn Tiểu Bẩm liền anh em không chịu tiếp luôn đó trời. Phúc đang nói về mình, không nói về. Không sao, tôi sẽ chăm con. Đừng lo bình. Con mà nó bày anh tán vô mặt. Cho em nha anh nha. Ở đây có cái bồ đàm bây giờ tôi hú là mình. Cứu tôi. Hai ba. Let's go. Đây. Buông từ từ. Đừng đẩy em nó ok rồi anh đẩy anh ơi. Rồi ok. Let's go. Đây. Buông từ 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 từ. Anh đừng đẩy em nó ok rồi anh đẩy anh ơi. Rồi ok. Quá sợ. Rồi ok. Chương trình bớt chơi mấy này lại nha, không tập trung hề được. Rồi em đi anh ơi. Tôi đi nha mình ơi. Mình ơi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Trời ơi! Cứu tôi! Trời ơi, như quốc cơ quốc nghiệp vậy. Nhớ nha, kéo chân lên. Nè, đánh bầu cạp nè. Cô chân lên. Bây giờ tụi con nguyên người rồi, ông Phúc ơi. Phúc đi chung, hai người đi chung được không? Thôi. Không được. Hai, một, let's go. Let's go. Trời ơi, giống khỉ ghê không? Ngon không? Sư phụ nè. Ngon không? Thôi chân lên. Quá trời. Người nhện luôn à. Cứu tao không la được nữa. Đến kia la hết nổi. Bị tan tiếng thiệt. Chứ không phải là diễn xuất đâu mọi người à. Đâu. Mì 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 bà mà 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 coi. Mời Phúc ơi, Phúc nghe rõ em không? Đang nghe. Rồi 75 cộng 57 trừ 12 bằng bao nhiêu? Ok. Let's go. Let's go. Trời ơi, dây chạy không nổi luôn mà. Trời ơi, muốn sát tới nước luôn rồi. Trời ơi, nhưng chưa bắt giới hồi nãy là há ngộ không? Chưa bắt giới. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Các bạn đây rồi, đây rồi. Thành công rồi. Kết quả bao nhiêu? Kết quả bao nhiêu? Trả lời nha. Oh, ok. 75 không 57, ok. 75. 3, 2, 1. 100. Một trăm mười bảy. Sai. Trời ơi,
Nói hả là dành tiếng Việt lắm rồi hả, cộng từ nhân chia đồ. Thầy trời giáo ơi, đó. Chưa rảnh anh toàn học mà. Thì ra là học cuối cùng hồi xưa học lớp của Kiều Minh Tuấn. Các bạn vừa thực hiện xong thử thách trên zipline. Chỉ có đội của Trường Giang trả lời đúng và giành được lợi thế 5 phút ở thử thách tiếp theo này. Thử thách của các bạn ở đây như sau. Chúng ta có tất cả là 63 lá cờ được cắm trong khu vực dọc hai bên bờ sông và bên trong hang tối, 43 lá cờ ở bên ngoài và 20 lá cờ bên trong hang. Nhiệm vụ của ba đội là trong thời gian 30 phút phải đi tìm các lá cờ hiệu của chương trình. Sau 30 phút, các bạn phải có mặt ở bến thuyền. Nếu như cứ về trễ 1 phút, các bạn sẽ bị phạt trừ đi 1 lá cờ mà đội mình đã tìm được. Wait, lá cờ là cái gì? A flag. Bình thường là giải lao là nói cái gì cũng biết. Mà vô thử thách rồi hỏi lá cờ là cái gì? Tức chưa? Quá tức. Bây giờ đội nào xung phong vào hang? Đội em hả? Đội tôi. Đội Kiều Minh Tuấn xung phong vào hang đúng không? Đúng vậy. Ok. Và bây giờ thời gian thử thách dành cho các bạn bắt đầu. Chúc may mắn, buddy. Wow, rất là đẹp. Đẹp quá. Việt Nam đẹp quá. Việt Nam đẹp quá. Cái này. Cẩn thận. Xuân Lạc. Không phải. Đó. Yes. This one. Đó. Yes. This one. Nhà kia một ở đây. Đội tôi là có ai trời? Đội tôi có ai trời? Win the flag. Yes. Yeah, good. Right. Oh, I thought we did your hang. Oh. Wow. Okay. Bên kia đó, đúng rồi. Hay. Rất là độc đáo. Anh Tuấn ơi, đây nước nhiễu giống như là nhọn lên luôn nè. Là do nước nó bào mòn em. Em muốn anh Lâm vô đây đưa cái miệng ra để bào mòn cái miệng anh. Bào mòn cái miệng lại hả? Cho bớt nói. Thu miệng lại hả? Ý, còn chắc vậy mình ơi. Ok, rồi. Ê mình ơi, chú ăn cờ. Rồi. Ê dạ. Mình ơi, cứu tôi mình ơi. Bên kia mình ơi. Kìa. Đi mình. Vô mình. Ê dạ, cửa sổ trước mặt mình ơi. Ê, tét mặt. Hay quá. Đúng là có võ công cao cường. Ngày xưa mình học võ đâu vậy? Hay quá mình ơi. Tiếp mình. Ủa 40 cây nhiều lắm á trời. Ừ, không có. Mình tin được. Hay quá, mình rơi giỏi công đâu vậy? Mình là Sinbad mà. Sinbad. Sập cản nha mình à. Đưa mình. Được rồi. Rồi, ok. Bao nhiêu cây rồi Phúc ơi? Chưa có gì. Trời ơi, vô dụng rồi anh ơi. Bên đây là anh Giang. Nè, coi nè, kỹ thuật biểu diễn nè. Hay vậy, giờ lấy sao? Cao quá. Lấy được không? Cố lên anh Giang. Còn nhúp không? Các em sẽ đi chỗ khác nha. Ok. Lẹp. Ok.
Trời tôi lụm mà đoàn toàn treo cờ trên cao không à trời. Trái phải. Trái phải. Phải. Ok, ok. Ok. Chắc là thắng rồi. Vậy là quá dễ đó cho mình rồi. Đúng rồi. Vậy là quá dễ đó cho mình rồi. Đúng rồi. It's too easy. 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 Mọi người đi. Mình kiểm tra. Em thấy chữ cờ rồi, em thấy chữ cờ rồi. Anh chỉ chọn xung phong chơi là để cho các em trải nghiệm thôi. Chứ anh thì mấy cái này đi, anh ơi. Mấy cái này anh trải nghiệm hết rồi. Lạnh không anh? Lạnh hả? Anh làm quen với nhiệt độ. Vô, vô. Anh sẽ làm quen với nhiệt độ. Vô, được rồi. Trời ơi. Trời Will ơi, em chầm mình luôn hả Will? Trời ơi. À, Will ơi, em có thể cõng anh được không Will? Anh bị cứng rồi. Ê, có khi nào nó chấn thương cái bếp mổ của anh không mấy đứa ơi? Gan lên Tuấn ơi. Will ơi. Cái gì đó? Lá cờ đi Will. Em đừng có bơi, đừng có vui vẻ nữa Will. Giết bơi. Trời ơi, anh dại dột quá khi mà anh đòi vô hang. Bây giờ đội nào xung phong vào hang? Đội em ạ. Đội em ạ. Đá đau quá. Ok. Bạch nhiều. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Trời ơi còn đứng đó mà hát nữa anh. Có khi nào có một quái vật gì dưới đây không ta? Trời ơi. Sợ nha. Ê con gì dưới đây? Con gì? Em đạp nó đi Will. Đúng không? Cát mà. Không. Nguyên tròn tròn luôn. Cái này là bu. Ok. Ủa Chim Minh hả? Sẽ bắt đầu hăng hái kìa. Ủa trong đây có nước. Một lá cờ nữa. Will có vẻ thích mấy cái này ha. Will gì? Em thích cái này đúng không? Em thích Em thích kìa. Em thích không? Dạ. Mời em đi trước ạ. You got it. Ok. Ok. Coi vậy em đỡ tình. Ê cẩn thận nha Will. Chơn nha. Có một cờ đây. Trời ơi. Đúng khác. Yeah. Cái này là cái gì? Đắk Nông. Đắk Nông. Rồi, ra đây Will. Wow, Will giỏi quá. Xê. Wow. Okay. Để tôi coi cái này. Will giỏi nha. Công tơ. Lắm, à công tơ. À, đi rồi, Will đi rồi. Yeah, em đi rồi. Công tơ rồi. Trời ơi, đẹp quá mấy đứa ơi. Ở Pháp có cái hang động như vậy không? Có những hang động như vậy không Will? Không có như vậy. Đẹp nhất ở Việt Nam là đẹp nhất ở thế giới. Trời mấy đội kia ra ngoài sao trải nghiệm được như mình. Đúng rồi. Nhiều lắm mình ơi. Đó. Thu hoạch rồi. Ôi trời thương vợ chồng ta rồi. Ây da. Mình kìa. Thấy rồi. Đó. Tiếp nè. Ê, ném cho tôi này luôn.
Trời ơi, nhiều quá mình ơi, nhiều quá mình ơi. Đây, 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 rồi, ok. Vậy mình ơi, bên kia dễ dàng giờ làm lợi tụi tôi. Thông báo còn 10 phút. Phúc, Phúc. À, nha. À, trái kìa tới anh sao? Left, left. Left, left. Ôi trời ơi. Thấy rồi. Cuối cùng là có. Có gì nữa gần đây không? À thấy, thấy rồi. Yeah. You see it. Yeah. Oh, there. Okay. Okay. Mọi người không thấy đâu, mình lấy. Okay. Yes, đây một cây nữa. Chà, dạo này chương trình chơi dữ ha, tôi lùng toàn đưa cho mấy cái cao cao không ha. Chắc là trong hai thông báo đó. Còn 5 phút. Ừ. Trời ơi, lát rồi kìa. Xí gỡ. Wow, miếng giỏi quá. Wow, đường lên đỉnh Olympia. Wow. À, ông bước có mấy cái tới rồi. À. Mình nó phải nửa tiếng. Hậu Giang. Dỡ lên em. Hậu Giang. Hậu Giang. Wow. Em cha giỏi quá. Trên quang. Rất là trên. Ui. Giỏi. Bắt cảm. Yeah. Ôi. Trời ơi, ở đây là sình nó cao vậy luôn nè anh. Vậy đó ha. À. Wow. Yeah. Không lên luôn. Chết rồi anh Tuấn ơi. Em làm rớt cái cây kia rồi. Cái gì? Cái đựng cờ á. Ok mình. Xong rồi rốt. Màu đỏ. Ai làm lại chúng ta nữa. Làm sao làm lợi tôi được. Giờ mấy phút là ai quay về, thôi quay về không kịp á. Không kịp là một phút là bị gì á. Một cái cờ mình. Thôi về. Một cái má nữa ơi, bên đây mọi người ơi. Nó hai cái nữa. Thông báo còn 2 phút. Về đi. Hết giờ bây giờ. Ở đây. Về đi, một phút. Ok, đang tới. Bao nhiêu rồi, Hiếu ơi? 7-8 cái anh. Hết rồi anh. Hiếu ơi! Dạ? Về thôi! Để ở đâu? Where do we put them? Ôi! Nhiều nha! Good job! Thank you sir! Cảm ơn nha! Hết giờ! Chết rồi anh Tuấn ơi! Em làm rớt cái cây kia rồi! Cây gì? Cái đựng cờ á! Thiệt không? Thiệt! Mò đi! Vâng, kính thưa mọi người, thì chúng tôi đã hoàn thành thử thách đó là lấy được 20 lá cờ trong hang tối. Chúc mừng các bạn đã tìm cờ thành công.
Bây giờ các bạn hãy kiểm tra xem mình có bao nhiêu lá cờ. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 2 4 2 4 4 nè 4 6 6 8 18 22 2 lá cờ. Đội của Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Phúc Mập, các bạn kiếm được 22 lá cờ. Đội của Trường Giang, các bạn kiếm được 15 lá cờ. Vậy tổng cộng các bạn đã kiếm được 37 lá cờ. Như vậy, khả năng đội của Kiều Minh Tuấn kiếm được là 26 lá cờ là tối đa. 26. Tuy nhiên, họ đã trễ giờ và vẫn chưa trở về. Như đã quy định thì cứ trễ 1 phút là trừ 1 lá cờ. Đúng. Là trừ 2. Và bây giờ họ đã trễ hơn 20 phút. Dạ. Nên mặc nhiên họ đã thua ở thử thách này. Y chưa. Đóng cửa hang lại nhốt họ luôn cũng được. Kiều Minh Tuấn lúc nào cũng vậy thưa quý vị, lúc nào cũng để người ta chờ đợi, lúc nào cũng hả tỏ vẻ. Chúng tôi đã chinh phục được hang tối, đi hết hang tối, cùng đường cuối đất, cùng đường cuối đất. Vô trong hang để làm gì? Tiểu phẩm. Đúng rồi, tiểu phẩm, tiểu ơ đồ này nọ. Lạc đường, lạc lối. Nhưng mà cuối cùng làm trễ đoàn phim. Và bây giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng đi ra để tập hợp với lại ekip, ví dụ với lại hai đội kia nữa. Xin chào mọi người. Mọi người hãy theo dõi 2 ngày 1 đêm tự do, tự do. Yeah. 2 ngày 1 đêm tự do, tự do. Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Nhất thì ăn đồ ngon, nhì thì ăn đồ được. 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 Ok mà anh. Rồi ăn xong mà ở đây có ship không ta? Có ship hàng ta, mình ship qua bên hang động cái. Em nghĩ là chắc là đi luôn rồi. Đi luôn. Vậy mình mời về ăn nè. Mời về ăn nè. Thôi, tự nhiên cái anh ơi, anh điên khùng quá à. Bây giờ nè, thôi Lâm là đại diện đi, đại diện em đi, xuống lấy chiếc cano ship qua bên hang động. Thôi chị cực kìa. Bển đồ ăn với bạn bển luôn. Thôi em thấy như con người đó, cho nhịn đói đi anh. Mời. Ngoài các món ăn thịnh soạn theo hạng nhất và hạng nhì thì các bạn còn được thưởng thức bia nữa. Wow. Ở đây chúng ta có một thùng bia Sài Gòn 63 là một, cùng tên với thử thách mà chúng ta vừa chơi với 63 lá cờ. Các bạn tỉnh hành. Wow. Trời. Bia gì mà nó dài như cái đường cao tốc gì. Dài mời mọi người. À, mời luôn à, Phúc mời mọi người luôn, hay quá. Vậy bây giờ mời anh em ha. Xe. Hãy đi xem nào, nhưng mà cái này là cái hình như là mới nhất phải mọi người? Mới nhất, phiên bản mới nhất. Em thấy là có rất nhiều tỉnh thành trên đây luôn. Quảng Bình. Diễn khui đi ơi. Bạn trẻ. Thôi nói chung là ngày hôm nay thì không biết mấy bạn còn lại có về kịp hay không thì cũng mình chỉ gọi là chúc mừng sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn mấy bạn đến với chương trình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Mời mọi người. Chúc mừng. Chúc mừng chúng ta gặp mặt nhau. Xe. 2, 3. Xe. Yo. Thôi dùng đi. Dùng đi à? Dùng á. Xôi. 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 Tại sao là màu vàng và đỏ? Xôi gấp. Gấp. Xôi nghệ. Nè sao không? Này em, đừng chỉ. Là lót, xanh gấp tơ. Cái này bằng có ớt, lá chuối, lót không ăn. Hoa sen, lá hoa sen. Nè, lá chuối lót không ăn, lá lót không lót ăn. Lá chuối lót không ăn, lá lót không lót ăn. Ok, để lát lại giờ mới làm nói chuyện. Anh ơi, đội của anh là tự do hết đi. Tương ớt, xìu cay. Đúng rồi, ăn cái này phải có tương ớt Cholimex. Cá rất giòn nha mọi người. Mọi người kia có về không? Về đi.
cái đùi ngon quá mình ơi. Ngon. Nhưng mình cắn đi. Wow, ơi, bệnh đồ ăn ăn gì hết. Yếu ăn đùi không? Em ăn. Ok. Qua giờ đùi là anh. Nè. Nè. Chứ đâu ra của người ta mà em ăn. Cho Phúc ơi, nước chung nha. Chấm này ngon nè, cái này nước gì à? Lá gì anh Giang? Lá này, Giang. Đây là chấm chéo á. Chấm chéo. Cái lá nó là tươi luôn á. Cái món lá này cũng ngon. Hủ tiêu dạy với lá chanh. Nhưng mà món ăn kia, nhìn món ăn kia thì cái này không ngon lắm. Đúng rồi, mua mà, đòi hỏi làm chi. Trời, thấy rồi, đồ ăn này sao? À, đồ ăn này cực kỳ ngon. Nhưng mà... Đồ ăn gì? Đồ ăn này... Má nói lại... Cực kỳ ngon. Đúng rồi, hồi nãy tôi thấy âm nãy nha. Nhưng mà John Greg, có lẽ đội thua là người anh trai. Thích hợp. Che mái rồi, che mái tôi xuống ra đi. Che mái tôi hết. Nghe gì đâu. Mà tại sao ăn đồ của tụi anh? Tụi anh về trước mà. Tụi anh tắm kỹ một cái rồi tụi em ào lên đây ăn hả? Là sao? Bao nhiêu cây cờ? 20 cây. 20 cây rõ ràng. Trời ơi. Các bạn mang được 20 cây cờ về. Nhưng các bạn về trễ 40 phút. Còn âm 20 cây nữa. Tôi xin đánh em 20 cây được không? Ủa sao anh, sao lúc đó anh không nói? Anh lúc đó hay quá Quy ơi, hay quá Quy ơi, chạy 40 phút. Thay vì các bạn nhịn đói thì các bạn sẽ dùng mâm cơm hạng 3 của chương trình. Yeah. Yeah. Vô bữa. Giỏi quá. Có cơm trang thôi. Maybe a little rau củ. Anh toán. Anh toán được. Trời ơi, chán ghê. Nói đi lòng thử cho. Anh Tuấn. Em biết là lòng này anh cay. Này anh cay. À. Rồi, cảm ơn em xong rồi. Rồi, xong. Rồi, lên đồ ăn đi, cho tụi em đi. Không, hết lết rồi đó. Đây anh. Trời ơi, nó ngon lắm đó anh. Đồ nó nguy hiểm đó mọi người ơi. Vừa xuống cái là bị lạnh cứng người luôn. Nhiệt độ xuống thấp luôn. Cơ thể, cơ thân nhiệt là xuống thấp hết luôn. Ủa, kể như mới đi Bắc Cực về hả? Nó lạnh lắm anh ơi. Nó lạnh lắm anh. Lạnh dạ. Mà sao lạnh cứ cỡ đó được. Lạnh lắm. Nhưng mà trong đó không có mưa, ở ngoài tên dầm mưa. Nhưng mà trong đó lạnh lắm. Mưa, nước mưa sao bằng nước đó hả? Ờ, cái nước nước khe, lạnh lắm. Tuấn, Chris, với Will, các bạn có muốn ăn cùng mọi người không? Will, em có thích mấy cái món này không? Thật cả. Chương trình sẽ có thêm một thử thách phụ cho các bạn. Nếu như các bạn thực hiện thử thách thành công thì sẽ được ăn bữa trưa cùng mọi người. Wow. Các bạn vừa vào trong hang tối và bên trong hang tối có một số hóa thạch của các loài động vật cổ. Bây giờ các bạn sẽ chơi một trò chơi tương tự lấy cảm hứng từ đó. Cảm hứng chắc làm thơ quá. Trò chơi có tên gọi là đập đá. Cái gì ghê vậy? Bởi chúng ta tối lên để được ăn ngon. 1, 2, 3. Yeah. Đi. Các bạn sẽ có 2 phút để khai cuộc tảng đá và ghép thành một mô hình bên trong cục đá đó. Thời gian bắt đầu. Đập nhanh đi. Nào, mình cùng uống để chúc mừng sự thất bại của họ. Mời anh em. Thả trời ơi, cái búa gì mà hả? Mọi người ơi. Nó mềm như vậy. Rồi sao đập? Tuấn em mụn cái đầu anh cái. Ừ, sao vậy? Ủa sao em làm lẹ vậy? Em lấy cục này đập cục kia. Đó. Trời ơi, hay vậy. Anh Tuấn. Gì? Nè, bơm anh miếng năng lượng nè. Dạ, 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 dạ. Anh Tuấn. Hả? Anh vô. Anh Tuấn, anh Tuấn, một miếng năng lượng nữa. Lượng nữa. Đâu phải miếng nào cũng thịt. Anh ơi. Có miếng cay đắng chứ. Anh sơ hở lại pháp gì. Nhanh lên, các bạn còn 30 giây. Trời ơi. Anh xong rồi nè. Đâu? Đó, nè. Hết giờ. Hai em vô dụng quá. Không phải đâu, mình đập vội quá nó bị gãy hết rồi. Đây nè, có đầu nè.
Dạ cái đầu đấy. Ủa cái đó đầu khủng long này, đầu gà mà sao ráp vô được. Xin mời các bạn về chỗ. Các bạn đã không hoàn thành được thử thách. Các bạn không được dùng bữa với hai đội thắng. Tuy nhiên, các bạn có thể uống bia ăn mừng với các thành viên còn lại. Rồi, vậy là vui rồi. Hôm nay chào mọi người. Ủa em, như vậy anh nhìn hoài. Không, giống lá cờ nãy mình thu thập nè. Đỉnh gì á? Rích đỉnh gì? Chợ Lào Cai, giống mấy lá cờ nãy tụi em thu thập. Ủa? À, tổng 63 cái là 63 tỉnh thành. Chúng ta hãy vô đi một cái thật to nhé, to nhé. 10, 9, 10, 10, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ngày xưa mùa đã đi mà nơi, quên đi những ngày dài, vì cuộc sống đã chạy ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền, hãy sống cho tình yêu của chính mình. Ê, cái này ba gặp lắm nè, cái cục sụn nó di chuyển kìa. Ấy da, thằng Lâm. Sao chị giật chồng tôi? Sao chị giật chồng tôi? Sao chị giật chồng tôi? Trời, cái gì mà trời? Làm như không biết vậy? Diễn giả quá. Chúc mừng. Gương càng dài càng cay, diễn đẩy xe bò là như vậy. Cái kêu được như vậy, 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 càng dài càng cay. Cắn cay xe là được rồi. Ông đẩy xe bò. Diễn thêm bớt nữa. Sớm đọc thiền và sớm nhất trên ứng dụng VinOn.